Chương một. Hoáng hoa kiếm phái, quyền lực ban. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngoại ô phía tây thành đô Cẩm Giang, Hoáng Hoa Khê, nhà họ Tiêu, Tứ Xuyên có hai gia tộc nổi tiếng, một là đường môn đất thuộc, một là nhà họ Tiêu Hoáng Hoa, ám khí đường môn quán tuyệt thiên hạ, tung hoành giang hồ hơn 400 năm, đường môn vẫn là đường môn, danh gia ám khí trên giang hồ đương thời, không ai có thể so bì được, nhà họ Tiêu là kiếm phái, hoáng hoa kiếm phái trưởng môn tiêu tây lâu ba người con trai một người con gái trong đó khiến tiêu tây lâu mừng giận bất thường nhất là con trai úc tiêu thu thủy tiêu thu thủy chính là tiêu thu thủy tiêu thu thủy có lẽ cũng không có gì đáng nói nhưng tiêu thu thủy có bằng hữu bằng hữu của tiêu thu thủy có đặng ngọc hàm tính cách kỳ quái sư đệ trưởng môn hải nam kiếm phái nhân đinh đơn bạc có tả khâu siêu nhiên chân truyền của tả khâu thế gia tổ tông cầm nã thủ lại càng có đường nhu con cháu đường môn đất thuộc, rất ít kết giao bằng hữu, tiêu thu thủy có thể vì hai câu thơ. Tam cố tần phiền thiên hạ kế, lưỡng triêu khai tế lão thần tâm mà chạy tới phường Long Trung, có thể vì để chiêm ngưỡng hàng vũ và hòa thượng đại điên, phương ngoài chi giao, mà tới tận lưu y định ở triều đô, người ngoài có thể cười hắn ngốc, kẻ khác có thể chê hắn rỗi hơi, đến cả tiêu tay lâu cũng cảm thấy đứa con út này không có tiền đồ, nhưng người con năm nay tròn 20 tuổi này lại có rất nhiều bằng hữu, sinh tử đồng tâm, Mũ kiếm hát ca, đường thẳng mà đi, trượng nghĩa mà chiến, thiên. Hạ đệ nhất đại ban đương thời là quyền lực ban, quyền lực ban đại biểu cho quyền lực, quyền lực không ai dám không tuân, thế nhưng tiêu thu thủy lại trong chuyến đi tỷ quy lần này, cùng với Nam Hải Đặng Ngọc Hàm, đường nhu đất thuộc, tả khâu siêu nhiên, giết chết một địa ma trong cửu thiên thập địa, thập cửu nhân ma dưới trướng quyền lực ban, thiết quản thần ma phó thiên nghĩa, cũng với bốn tên đại tướng dưới tay lão, xứng thiên kim, quản bác phương, hung thủ và vô hình. Quyền lực Bang Tung. Hoành giang hồ 30 năm, 12 phái, 7 đại thế gia, 5 đại giáo, 3 đại kiếm đều không dám tranh phong tương đối, vậy mà lại bị 4 tên tiểu nhân vật dứt khoát chống đối, nếu đã bắt đầu ra tay thì sẽ không thể dễ dàng kết thúc được. Bang chủ Quyền lực Bang Lý Trầm Chu, ngoài hiệu quân Lâm Thiên Hạ, vợ hắn là Triệu Sư Dung, túi khôn của hắn là Liễu Tùy Phong, cho tới tận bây giờ vẫn chưa nghe tới có ai thắng nổi Triệu Sư Dung, Liễu Tùy Phong lý trầm chu là kẻ một khi đã bắt đầu thì tuyệt đối không dễ dàng dừng tay tiêu thu thủy cũng vậy khác biệt là lý trầm chu là ban chủ thiên hạ đệ nhất ban có tiền tài có địa vị có tay sai hơn nữa còn có một thân võ công tiêu thu thủy chỉ là một thanh niên vừa mới xuất đầu người trong võ lâm đương nhiên là nghe danh tiêu dịch nhân lãnh tụ quần luân lại truyền ngôn tiêu khai nhạn võ công thâm hậu nhưng phần nhiều đều không biết còn có một gã tiêu thu thủy ham trong chơi ưa náo nhiệt thích kết giao bằng hữu, tiêu thu thủy chính. Là tiêu thu thủy, tiêu thu thủy giết thiết quản thần ma ở cửu Long Bôn Giang, nhưng đường nhu cũng bị vô hình giết chết, bốn người tiêu thu thủy cùng nhau tới đội ngọa Long. khi quay về Cẩm Giang chỉ còn lại ba người, tiêu thu thủy đau thương, nhưng cũng có đôi phần hưng phấn, nguyên nhân hưng phấn chủ yếu là vì khơi lên ác chiến với quyền lực bang. Dám đối đầu với quyền lực bang, đó là một đại sự võ lâm, đại sự võ lâm này lại do một tay tiêu thu thuy tạo nên, một phần nguyên nhân khác là vì ở nhà họ tiêu nhất định sẽ có ba người đang chờ hắn, ba người bạn, ba người bạn thân như anh em, Thái Sơn Cao, không bằng Đông Hải Lao. Đông Hải Lao này chính là để chỉ Lao, Sơn, hoặc viết là Lao, Sơn, Lao Sơn có một tòa quan nhật đại, là Lao Sơn nhất tuyệt, có thể ngắm kỳ cảnh mặt trời mọc, người tới quan nhật đại để ngắm mặt trời tự nhiên là không ít. Nhưng ngắm suốt 10 năm, không quản mưa gió, mặt trời mọc lặng, tất cả đều thu vào trong mắt thì chỉ có một người, người đó chính là Quan Nhật Kiếm, Khang Xuất Ngư, Khang Xuất Ngư có một người con trai, tên là Khang Kiếp Sinh. Khang Xuất Ngư và Tiêu Tây Lâu là bạn tri giao. Khang Xuất Ngư mỗi lần tới nhà họ Tiêu đều dẫn theo Khang Kiếp Sinh, Tiêu Thu Thủy liền cùng Khang Kiếp Sinh trở thành bạn bè tâm đầu ý hợp, Khang Xuất Ngư ngắm mặt trời ngộ ra kiếm pháp, Khang Kiếp Sinh mặc dù tuổi còn trẻ nhưng đã được hết chân truyền của cha, vạn lý phó nhung cơ, quan sơn độ nhược phi, sóc khí truyền kim thác, hàng quan chiếu thiết y, tướng quân bách chiến tử, tráng sĩ thập niên quy, núi một lan khí thế nguy nga, tên gốc là Thanh Sư Lĩnh, đúng là sinh ra được một vị cân quắc anh. Hùng, tiêu thu thủy vì kính ngưỡng vị anh hùng thay cha tổng quân đó mà đến tận Hoàng Pha Hồ Bắc, nhưng lại ở gần Bảo Định, cùng với một thanh niên không quen không biết, đánh suốt một ngày một đêm, đánh tới mức tâm đầu ý hợp đánh tới bắt tay cười nói đánh tới kết nghĩa anh em người đó họ thiết tên tinh nguyệt thiết tinh nguyệt thích nói chuyện người cao lớn háo sát chân động tay sắt nhanh như lưu tinh thế như mãnh hổ hắn trước khi ra chiêu luôn phải hét lớn một tiếng muốn thông báo với người khác hắn sắp sửa động thủ sống trên đời thích nhất tranh cãi với người khác, nếu không phải vì tính tình hắn như vậy thì tiêu thu thủy đã không hiểu lầm mà đánh với hắn suốt một ngày một đêm, tích quan vân trường một ngựa đi ngàn dặm, không ai là không biết, quan vũ làm. Người Trung Nghĩa cũng là chuyện nhà nhà đều hay, dưới núi Trung Điều Giải Châu có miếu quan đế, khí thế hùng vĩ, cảnh sắc tú lế, trong miếu có hai chiếc hán thọ đình hầu ấn, bên góc cột chạm rồng còn có cây thanh long yển nguyệt đao trứ danh thiên hạ, nhưng có một ngày, một đám người không biết là người Kim hay người Hán, tổng cộng 48 người, trong đó một tên vung tay đánh ngã hai hòa thượng coi miếu, muốn tiến vào phá hủy miếu quan đế. Lúc này tiêu thu thủy vừa khéo đang ở trong miếu. Quan đế thắp hương vì thế lập tức ra tay, lại phát hiện có một người cường tráng, xấu xí, nhanh nhẹn, mạnh mẽ. Khi tiêu thu thủy đánh ngã 24 người thì hắn cũng vừa khéo đánh đánh ngã người thứ 24, người này họ khâu, tên Nam Cố, hắn đánh ngã 24 người không hề dùng tay, chỉ dùng chân đá, dùng đầu hút, dùng miệng cắn, dùng khuỷu tay, dùng đầu gối, nhưng chết không chịu dùng tay, đây đích xác là một quái nhân. Hóa ra nguyên nhân hắn không chịu dùng tay là vì muốn kiểm tra thử năng lực những bộ phận khác trên cơ thể mình, bất quá, quái nhân thì cũng trở thành bằng hữu của tiêu thu thủy, khang kiếp sinh, thiết tinh nguyệt, khâu nam cố, tiêu thu thủy, đặng ngọc hàm, tả khâu siêu nhiên, sáu người bạn tốt sắp sửa gặp mặt nhưng tiêu thu thủy lại phải thất vọng khi hắn về đến hoáng hoa thiết tinh nguyệt chưa đến khâu nam cố chưa đến chỉ có khang kiếp sinh đã tới tiêu thu thủy hiểu rõ thiết tinh nguyệt là người thủ tín hắn nói nhất ngôn cửu đỉnh thì tuyệt đối không có tám đỉnh rưỡi khâu nam cố du hí nhân sinh nhưng rất giữ chữ tín trọng ngôn từ khang kiếp sinh tới rồi cha khang kiếp sinh quan nhật kiếm khang xuất ngư cũng đã tới đang mật đào trong sảnh chính với tiêu tây lâu, tiêu thu thủy thấy đại sảnh khí tượng xâm nghiêm liền lè lè lưỡi, biết nhất định là có đại sự không tầm thường sắp xảy ra vì thế liền rón ra rón rén, dẫn đặng ngọc hàm, tả khâu siêu nhiên, khang kiếp sinh xuyên qua nạo. Điện, tới khúc đình. Tiến vào trong hoa viên mới dám thở vào nhẹ nhõm, hơi thở mới ra được một nửa liền nghẹn lại bởi vì hắn nhìn thấy mèo, một con mèo chết, hắn biết con mèo này là do đầu bếp tiêu tống nuôi, cũng chưa già lắm, không biết tại sao lại vô duyên vô cớ chết ở đây toàn thân con mèo không có một vết thương nào sợ rằng không phải bị bốn con chớ săn lớn kia cắn chết dù sao cũng chỉ là một con mèo mà thôi vì thế tiêu thu thủy cũng không nghĩ ngợi nhiều hắn lập tức quay lại câu chuyện lúc nãy tôi vạn vạn lần không ngờ tới gã sai dịch đó lại là vô hình đến khi biết được thì đường nhu đã bị ám toán ôi có điều đường nhu vẫn là đường nhu vẫn dùng ám khí đường da giết chết vô hình, tả khâu siêu nhiên cũng thở dài. Lần này cậu không đi, đúng là đáng tiếc, đến cả đặng Ngọc Hàm cũng lên tiếng. Đấu với Phó Thiên Nghĩa là lần nguy hiểm nhất từ khi tôi sinh ra tới nay, tiêu thu thủy nói tiếp. Đáng tiếc đường nhu mất rồi. Một người là đường nhu, một người là đường cương. Đều là cao thủ thế hệ trẻ tuổi của đường gia bảo, con cháu đường gia xưa nay ngạo mạn tự phụ, gia quy cực nghiệm, sự hạn chế rất cao, một khi được phái ra hành tẩu giang hộ tất phải là nhân tuyển có võ công, tài trí hàng đầu, nhưng đường nhu, đường bằng lại thành tri giao của tiêu thu thủy, khang kiếp sinh bỗng cướp lời. Tôi thấy chuyện hôm nay tất có quan hệ với cái chết của đường nhu, tiêu thu thủy ngơ ngác Chuyện gì, khang kiếp sinh đáp. Tứ xuyên đất thuộc, đường môn đường đại, ông ta cũng tới rồi, tiêu thu thủy, đặng ngọc hàm, tả khâu siêu nhiên đều động dung, đường đại là người nổi danh nhất trong các cao thủ nhất lưu của đường môn, công phu ám khí của đường nhu là do đại sư đường đại thân truyền, đường đại trong đường môn không những có thể điều binh khiển tướng, trong võ lâm cũng ẩn hiện là hùng chủ một phương, mọi người nghe đến hắn đều xưng là đại gia chứ không gọi tên. Tiêu thu thủy mặc dù chưa từng gặp đường đại nhưng bắt. Đầu từ khi hắn học võ đã nghe đến tên đường đại, sau khi quen biết đường nhu lại càng được nghe đường nhu nhắc đến vô số lần, lần cuối cùng nhắc tới đường đại, lại là sau khi đường nhu giết chết Hà Côn, trên đá lớn giữa sông khó nhọc nói ra những lời cuối cùng. Nếu như, nếu như cậu gặp người nhà tôi, đường đại, cậu thay tôi hỏi hắn, tại sao đường gia chúng ta không hết thành thiên hạ, thiên hạ đệ nhất gia, mà phải để quyền lực ban đám chuột nhắc đó hoành hành nghĩ tới đường nhu tiêu thu thủy chợt nghẹn giọng đứng dậy nói tôi phải nói rõ mọi việc với đường đại hiệp khang kiếp sinh cũng đứng dậy không thể đi tiêu thu thủy hỏi tại sao khang kiếp sinh đáp bởi vì đường đại ông một thứ đi vào tiêu thu thủy ngẩn người hỏi thứ gì khang kiếp sinh khẽ thở dài thi thể đường nhu giữa mưa to gió lớn trên vách đá trong đêm đen ba người tiêu thu thủy quyết chiến thiết quản thần ma phó thiên nghĩa, thi thể đường nhu lại bị sóng cuốn rơi xuống sông, sau đó mấy người tiêu thu thủy dùng mọi biện pháp cũng không tìm thấy, đến bây giờ sao lại kéo cả đường đại vào, tiêu thu thủy cất bước, nói. Không cần biết thế nào, chúng ta vẫn phải kể rõ ràng chuyện này với đường đại hiệp, chúng ta đã sai, mặc cho ông ta xử trí, khang kiếp sai lại ngăn cản. Không thể đi, tiêu thu thủy ngạc nhiên hỏi. Tại sao khang kiếp sinh đáp? bởi vì trước ngực đường nhu có cắm một vỏ kiếm, tiêu thu thủy ngạc nhiên. Đường nhu sau lưng trúng một đao trí mạng của Hà Côn, Đặng Ngọc Hàm tiếp lời. Vỏ kiếm sao lại ở trước ngực đường nhu, tả khâu siêu nhiên nói. Lúc đó cả vỏ kiếm cũng theo người phó thiên nghĩa rơi xuống sông rồi, khang khiếp sinh lắc đầu, thở dài. Kiếm đó không phải của Hà Côn, đoạn đưa mắt nhìn tiêu thu thủy, nói. Trên vỏ kiếm khắc một chữ tiêu, rồi chậm rãi từng chữ một đó là kiếm của cậu, tiêu thu thủy sững sờ, đặng ngọc hàm, tả khâu siêu nhiên đều không nói nên lời, võ kiếm của tiêu thu thủy để lại bên thi thể đường nhu, thi thể đường nhu lại bị đường đại phát hiện, người khác không nghi ngờ tiêu thu thủy giết đường nhu mới là chuyện lạ, khang kiếp sinh nhìn tiêu thu thủy đang ngây ngốc, hỏi. Kiếm của cậu đâu, lúc tiêu thu thủy giao chiến với thiết quản thần ma đã dùng loạn hồng phi quá thu thiên khứ, trong ba đại tuyệt chiêu của hoáng hoa kiếm phái, thân kiếm hóa thành mảnh vụn đánh vào người phó thiên nghĩa võ kiếm đương nhiên là cũng vứt đi rồi, tiêu thu thủy đau đớn nói. Tôi sao có thể giết đường nhu, khang kiếp sinh thở dài. Tôi tin cậu, nhưng bọn họ sẽ tin sao, hắn ngừng lại một chút rồi tiếp tục. Người của đường gia bảo sẽ tin sao, đặng ngọc hàm nói. Tôi có thể làm chứng cho tiêu thu thủy, tả khâu siêu nhiên nói. Chúng tôi tận mắt chứng kiến, khang kiếp sinh thở dài chỉ có điều nếu đường đại cho rằng tiêu thu thủy giết đường nhu thì cũng sẽ không để các cậu thoát được liên quan đâu, tiêu thu thủy cười khổ đáp. Cho dù thế nào chúng ta cũng phải đi gặp đường đại hiệp, phương ngoại chi giao, phương ngoại ở đây không phải chỉ nước ngoài mà là sự giao lưu giữa tăng lữ và văn nhân, hàng vũ, 768.824, là văn hào đời đường, nửa đời không tin Phật. Khi đường hiến tông sai tăng chúng làm lễ nghênh đón Phật cốt vào trường An, cung phụng trong cung ba ngày, sau đó chuyển đến các chùa để lễ bãi, hàng vũ liền viết, dán nên Phật cốt biểu, để ngăn cản. Đường Hiến Tông nổi giận, biếm hàng vũ làm thứ sử Triều Châu, hàng vũ tại Triều Châu không có người xứng cùng bàn luận, dân biểu xin về Thái Sơn Đông Phong nhưng cũng không được để ý, vì thế sinh ra buồn bực bất đắc chí. Một lần lên Linh Sơn, hàng vũ gặp Hòa Thượng Đại Điên, biện bác không lại, trong lòng bội phục, sau đó cũng dần thay đổi cách nhìn với đạo Phật trong sự ký có ghi lại cuộc gặp giữa Hàng Vũ và Hòa Thượng Đại Điên, Bình rằng Sau khi gặp Đại Điên Thiền Sư, Văn Hào cuối cùng cũng phải cúi đầu bài thơ Mộc Lan Tự, do dài quá nên ghi đoạn trích thôi. Muôn dặm theo quân vụ vung vút vượt quan sang mỏ sắc truyền hơi rét áo giáp chiếu hàng quan tướng quân trăm trận đành vong mạng tráng sĩ 10 năm lại khải hoàng, SCT, theo chương cuối của kiếm khí trường giang thì kiếm của tiêu thu thủy hỏng từ trận đánh với hung thủ nhưng ông tiên sinh viết vậy thì cứ để nguyên còn chưa đến đại sảnh đã mơ hồ nghe thấy tiếng tiêu tây lâu gầm thét tiêu thu thủy lạnh ngắt cả chân tay hắn không sợ trời không sợ đất nhưng sợ nhất là cha mình càng huống hồ trước khi cho hắn ra ngoài tiêu tây lâu còn nhắc nhở tuyệt không được phép trêu chọc đến người của quyền lực bang bây giờ hắn không những chọc vào mà thậm chí còn giết cả thiết quản thần ma trong cửu thiên thập địa thập cửu nhân ma của quyền lực bang nghĩ đến vẻ mặt giận dữ của cha, tiêu thu thủy trong lòng phát rét, tả khâu siêu nhiên không nhìn được, hỏi. Trong sảnh trúc cuộc là có những ai khang kiếp sinh đáp? Tiêu thế bá, bá mẫu, đường đại hiệp, gia sư, cùng với chu thúc thúc. Tiêu tây lâu là tông sư hoáng hoa kiếm phái. Tiêu phu nhân vốn họ tôn, khuê giang tuệ sang, là con gái độc nhất của lão trưởng môn thập tự tuệ kiếm tôn thiên đình. Đường đại, là vị đại hiệp nổi danh nhất đường môn. Khang Xuất Ngư, sư phụ Khang Kiếp Sinh, 15 năm trước đã được liệt danh trong đường kim thất đại kiếm bản. Bốn người này ở cùng một chỗ, chuyện lớn bằng trời cũng gánh vác được. Chu Thúc Thúc thì sao? Chu Thúc Thúc là ai? Khang Kiếp Sinh nói. Chu Thúc Thúc. Chu Hiệp Vũ Thúc Thúc, ba người tiêu thu thủy đều biến sắc. Chu Hiệp Vũ, ngoại hiệu Thiết Y, Thiết Thủ, Thiết Kiểm, Thiết La Võng, trên giang hồ, Phàm là chuyện bất bình người này đều muốn quản, một khi biết được ai đúng ai sai, Chu Hiệp Vũ sẽ không bao giờ nhẹ tay. Chu Hiệp Vũ không thích nhiều lời, một vụ án tử, từ đầu đến cuối có khả năng chỉ nói đúng hai chữ đáng chết. Ông ta ra tay cũng ít như lời nói, suốt đạo 16 năm trời đến nay, ông ta chỉ giết có 11 người. Nhưng 11 kẻ này đều là loại người khác giết không được, không dám giết, chỉ cần Chu Hiệp Vũ ra tay, những kẻ đó đều biến thành người chết. Chu Hiệp Vũ vốn đang ở Kinh Thành, tại sao lại đến Thành Đô? Nếu là đường đại mời ông ta đến thì kẻ ông ta muốn giết là ai? Tiêu Thu Thủy thoáng quay đầu lại, hắn lại nhìn thấy một chuyện đáng ngạc nhiên. Bên ngoài phòng có một có chó đang nằm, một con chó chết. Tiêu Thu Thủy quỳ xuống, thỉnh an, dập đầu, đặng ngọc hàm, tả khâu siêu nhiên bái kiến mấy người tiêu tay lâu xong. Vừa ngẩng đầu lên liền thấy tiêu tay lâu sắc mặt xanh lè, bộ râu ba chồng dài không gió mà tự bay. Tiêu Thu Thủy trong lòng chấn động, vội và cúi đầu. Tiêu Tây Lâu giận dữ, nhất thời. Không nói lên lời, khàn giọng thốt. Mày giỏi lắm, Tiêu Thu Thủy lại không hiểu Tiêu Tây Lâu nói vậy là có ý gì, luống cuốn đáp. Hai nhi vẫn ổn, Tiêu Tây Lâu vừa nghe lại càng giận không đâu cho hết, vỗ mạnh một chưởng, rắc một tiếng, tay ghế tựa bằng gỗ đàn hương đã bị đánh gãy. Tiêu Tây Lâu tức giận quát. Giỏi thật. Giờ thành cha già hỏi thăm sức khỏe con trai rồi đấy, tiêu phu nhân vội vàng nói. Thu thủy, còn không mau nhận lỗi với mấy vị bá bá, tiêu tây lâu dậm chân nói. Mày ra ngoài lần này đã làm chuyện gì đây, tiêu thu thủy quay đầu sang, chỉ thấy một người áo thâm, trên đùi đang ông một thanh niên, chính là đường nhu, tiêu thu thủy kiên quyết nói. Còn không giết đường nhu, tiêu tây lâu cả giận. Kiếm của mày đâu, tiêu thu thủy đáp. Rời mất rồi, tiêu tây lâu nói rơi mất rồi, rơi mất rồi. Mày xem đang rơi trên người ai kia, tiêu thu thủy nói. Con thật sự không giết đường nhu. Không phải ngươi giết thì là ai, người hỏi một hơi bảy tiếng, dứt khoát mà mạnh mẽ, tiêu thu thủy ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy người đó một thân bụi bặm nhưng lại như mặt trời, không thể nhìn thẳng, khang kiếp sinh khẽ kéo áo tiêu thu thủ, thấp giọng nói. Sư phụ ta. Quan nhật kiếm khách khang xuất ngư, tiêu thu thủy nói bẩm khang sư bá, kẻ giết đường nhu là vô hình, khang xuất ngư cười lớn. Vô hình. Vô hình, tiêu tay lây bừng giận. Xuất sinh, còn dám ba hoa với trưởng bối, đột nhiên có người nói. Đường nhu không phải bị hắn dết, người lên tiếng chính là đường đại, đường đại miệng khẽ mỉm cười, hóa ra là một người trẻ tuổi, khoảng gần 30 đường đại danh chấn võ lâm, tiếu ngạo giang hồ, hóa ra chỉ là một người trẻ tuổi mới tầm 30, nhưng người trẻ tuổi này lại là đủ sức làm đại biểu cho đường gia bảo ngũ đại đồng đường, tiêu tây lâu nghe vậy là ngẩn người, hỏi. Đường đại hiệp nói sao, đường đại cười nói. Người giết đường nhu không phải thu thủy huynh đệ, tiêu tây lâu hỏi. Sao lại nói vậy, đường đại đáp. Thu thủy huynh đệ muốn giết đường nhu cũng không bất trí đến mức muốn giết tất cả người của đường gia bảo, đường đại nói chuyện, thần tình mười phần ngạo nghễ. Thu Thủy huynh đệ nếu giết Đường Nhu xong, còn để lại võ kiếm, trừ phi hắn giết hết tất cả người trong Đường môn, nếu không Đường gia bảo dù chỉ còn lại một người, còn một hơi thở cũng phải bắt kẻ sát nhân đền mạng. Cho dù giữa Đường Nhu và Thu Thủy huynh đệ có oán, Đường gia bảo và hắn cũng không có thù. Đường môn Đường gia, ân thù khoái ý, trong võ lâm không ai là không biết, đã biết là không ai không sợ. Nếu như Tiêu Thu Thủy giết Đường Nhu, tại sao lại để lại võ kiếm trước ngực đường nhu đường đại cười nói huống hồ ta từng nghe đường nhu nhắc đến tên thu thủy huynh đệ đường đại khẽ thở dài một tiếng một đứa nhỏ ngoan như đường nhu hắn nói thu thủy là huynh trưởng hắn bội phục nhất vậy nhất định không thể sai tiêu thu thủy khóe mắt ương ước hắn nhìn đường đại trong lòng có một chút ấm áp nhìn thấy thi thể đường nhu lại trào lên một luồng nhiệt huyết tôi nhất định sẽ báo thù cho cậu đường nhu khang xuất ngư trầm tư hồi lâu cuối cùng nói. Đường Đại Hiệp nói có lý, trên mặt tiêu phu nhân lập tức xuất hiện nét cười, bước tới đỡ tiêu thu thủy dậy, tiêu tay lâu lạnh lùng, hừ, một tiếng, không nói gì, có điều sắc mặt cũng đã hòa hoàng hơn nhiều. Khang xuất ngư 13 tuổi bắt đầu tập kiếm, 26 tuổi danh động giang hồ, 36 tuổi đứng vào hàng thiên hạ thất đại danh kiếm, đến nay 51 tuổi vậy mà lại gọi đường Đại là đường Đại Hiệp. Mà đường đại bất quá là một thanh niên gần 30 tuổi, không ngờ nghe vậy vẫn bình chân như vậy, tiêu thu thủy không khỏi cảm thấy tò mò với đường đại, nhưng càng tò mò hơn là người trung niên áo vải hiên ngang đang ngồi im lìm ở đầu phía đông. Người này từ đầu đến cuối không nói một câu, thậm chí mi mắt cũng không chấp lấy một cái, chẳng lẽ người này chính là thiết y, thiết thủ, thiết kiểm, thiết la võng, chu hiệp vũ, đường đại bình tĩnh hỏi một câu. Vậy đường nhu bị ai giết, tiêu thu thủy đáp. Là, vô hình, đường đại nhíu mày. Vô hình, tiêu thu thủy nói vô hình là một trong tứ đại cao thủ dưới tay phó thiên nghĩa đặng ngọc hàm tiếp lời phó thiên nghĩa chính là thiết quản thần ma tả khâu siêu nhiên cũng nói thiết quản thần ma là một trong cửu thiên thập địa thập cửu nhân ma không khí vừa mới dịu đi vụt trở nên ngưng trọng cả đại sảnh đều giống như đóng băng hồi lâu sau tiêu tay lâu mới lặp lại một câu cửu thiên thập địa thập cửu nhân ma tiêu thu thủy đứng thẳng dậy hiên ngang nói vâng là thiết quản thần ma phó thiên nghĩa trong cửu thiên thập địa thập cửu nhân mà dưới trướng quyền lực ban vô hình bị đường nhu dết, phó thiên nghĩa cũng bị chúng con dết, những lời này vừa nói ra cả đại sảnh đến tiếng một chiếc kim khâu rơi xuống đất cũng có thể nghe được rõ ràng không có ai lên tiếng thật lâu sau vẫn không có ai lên tiếng tiêu thu thủy cứ nghĩ tiêu tây lâu sẽ đột ngột nổi giận lao tới tác cho hắn một cái không biết chừng sẽ một chưởng phế hắn luôn nhưng tiêu tây lâu lại hoàn toàn trầm mặt từ đầu tới chân không có một chút dấu hiệu hành động nào, tiêu thu thủy đã đụng vào thiên hạ đệ nhất đại bang, quyền lực bang, ai dám trêu chọc, tiêu thu thủy giờ mới biết định lực của cha mình, không khỏi càng bội phục, tiêu tây lâu bỗng cười lớn, cao giọng nói. Hân hạnh được các vị huynh đại từ xa tới đây, bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng. Kẻ giết đường nhu là vô hình, kẻ sai vô hình giết đường nhu là phó thiên nghĩa, phó thiên nghĩa là do nhóm thu thủy giết, chuyện này không liên quan gì tới chư vị làm phiền chư vị tới tệ trang bây giờ sự tình đã tra ra được manh mối xin mời các vị về thôi nếu tiêu mổ may mắn còn sống ngày sau tất sẽ đăng môn bái tạ nói xong liền đứng dậy giống như muốn tiễn khách đường đại mỉm cười khang xuất ngư không đi chu hiệp vũ đến một tia biểu tình cũng không có tiêu tay lâu lại nhắc lại lần nữa đoạn duỗi lưng nói chư vị lão phu mệt rồi không tiễn xa được đường đại mỉm cười là người đầu tiên đứng dậy bước ra ngoài Đột nhiên hắn dừng lại, đóng hết cả cửa ra vào lẫn cửa sổ, rồi thông thả quay lại chỗ ghế, ngồi xuống. Tiêu Tây Lâu không hề biến sắc nhưng khang xuất ngư thì nói. Tiêu Huynh, Huynh coi chúng tôi là ai vậy? Chuyện này chúng tôi đều nghe thấy, vậy là đều có liên quan, ở đây không ai là không có liên hệ cả. Tiêu Tây Lâu muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài. Khang Huynh hà tất phải, đường đại đột nhiên nói. Tiêu Đại Hiệp. Đường đại tôi và ngài có phải là bằng hữu không? Tiêu Tây Lâu không trả lời, Đường đại lại nói: Tôi hỏi lại một lần, nếu vẫn không trả lời thì tôi lập tức rời khỏi đây, tự mình khiêu chiến quyền lực bang. Tiêu Thu Thủy nghe mà nhiệt huyết sôi trào, cao giọng nói: Có. Đương nhiên là có, Đường đại quay lại nhìn Tiêu Thu Thủy, đưa tay vỗ vỗ vai hắn, cười lớn. Tiêu đại hiệp, giờ ngài có đuổi tôi cũng không đi nữa, tôi với con trai ngài đã là bằng hữu rồi vì bằng hữu mà chịu hai đao, tuyệt không chối từ, ngay từ cổ đã như vậy rồi, tiêu Tây lâu thở dài một tiếng, đường đại, khang xuất ngư cùng nhìn về phía Chu Hiệp Vũ. Chu Hiệp Vũ ngồi trên ghế, giống như đã mọc trễ ở đó. Khang xuất ngư cười nói, xem ra Chu Đại Hiệp cũng không đi rồi. Có mấy người chúng ta, xem ra vẫn có thể đấu một trận với quyền lực bang, đường đại mỉm cười hỏi. Thuy Thủy Huynh Đệ, các cậu tại sao lại kết thù với quyền lực bang? nói ra thử xem nào, lúc tiêu thu thủy kể xong thì đã đến hoàng hôn, bên ngoài đại sảnh ngoài tiếng cây cối xào xạc, chỉ còn tiếng chim chóc về tổ thản thốt không thôi, ánh hoàng hôn từ ngoài sông cửa sổ chiếu trên chết vào phòng, mấy chiếc bàn hẹp màu xanh nhạt, mấy chiếc ghế cổ bằng gỗ đàn hương, năm người tiêu tây lâu đang ngồi, bốn người tiêu thu thủy đang đứng, bóng đen kéo dài, mang theo đôi phần quái dị. Đường đại nói, theo lệ thường của quyền lực bang, trước nay đều gà chó không tha, hơn nữa còn hành động cực kỳ nhanh chóng mấy người thu thủy huynh để quay về kiếm lư sợ rằng bọn chúng cũng đã bám theo rồi tiêu tay lâu nặng nề đáp hư không chết đã coi là nó mạng lớn rồi khang xuất ngư nói tiêu đại hiệp đến bây giờ dù có trách móc cũng vô dụng rồi đằng nào cũng đã đối đầu với quyền lực bang chúng ta trước hết hãy bàn bạc đối sách đã tiêu tay lâu nói tôi gửi tính cáp sai người khẩn cấp thông báo với quế lâm mạnh sư đệ, khang xuất ngư nói. Tôi có thể đi mời vài người bạn, Tân Hổ Khâu là tích cực nhất. Tân Hổ Khâu là một trong thất đại danh kiếm đương thời, tề danh với khang xuất ngư, đường đại chợt lên tiếng. Đừng quên tri giao của Tân Hổ Khâu là khổng dương tần, mọi người đều ngẩn ra, đường đại lạnh lùng nói. Trong cửu thiên thập địa, thập cửu nhân ma có một vị tam tuyệt kiếm ma, nếu như tôi không nhầm thì đó chính là khổng dương tần. Tôi nghe đường bằng nói vậy, khổng dương tận là một trong thất đại danh kiếm thanh danh còn xếp trên cả khang xuất ngư đương bằng là đệ tử kết giao nhiều bằng hữu nhất trong đường gia bảo tin tức của hắn hắn nhất định là chính xác khang xuất ngư vẻ mặt trầm như nắm mồ không lên tiếng đường đại nói đương cương còn đang ở tương dương nếu không chắc chắn có thể gọi hắn đến đường phương hành tung bất định vài ngày nữa có thể sẽ đi qua cẩm giang Đương Cương là đệ tử võ công cương mạnh nhất trong đường Gia Bảo. Đường Phương là đệ tử phiêu hốt nhất trong đường Gia Bảo, cho đến nay vẫn không ai biết sở trường, võ nghệ, ám khí quen dùng, chiêu thức của nàng là gì, Khang Xuất Ngư đột nhiên nói. Chỉ sợ mặt trời còn chưa lặn, chim chóc đã chết hết, tiêu tay lâu cũng nói. Tiếng chim kêu đột nhiên dừng lại, tiêu thu thủy ngẩn người, đến bây giờ hắn mới nhận ra, không hề có một tiếng chim kêu, mặt trời chưa ngã về tây, Chim chóc chắc chắn không thể yên tĩnh thế này được, đúng lúc này, ba bóng người lướt đi, cũng không biết là ai trước ai sau, ba cánh cửa đại sảnh nhất tề mở ra, người mở cửa là Tiêu Tây Lâu, Khang Xuất Ngư, Đường Đại, trong nháy mắt, ba người vung tay đánh mở cửa, nhưng đều đứng nguyên tại chỗ, không hề động đậy, trong sân có chim. Không nhiều, không ít. Tổng cộng 73 con chim nhỏ, có quả đen, có sẻ xám, có chim yến, có sơn ca, có chim khách, bọn chúng chỉ có một điểm chung đều đã chết, cách chết cũng hoàn toàn giống nhau, cổ bị chặt đứt, đầu thân tách lìa, chúng đang bay ở giữa không trung thì bị một người, dùng một kiếm, chém đứt. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.